Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi Tin Mới. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Điều này không chỉ là sự thật lịch sử mà còn có cả căn cứ pháp lý chứng minh, khẳng định và được cả thế giới công nhận. Thế nhưng lâu nay, chính quyền Bắc Kinh vẫn luôn tìm mọi cách để vùi lấp đi sự thật đó, đưa ra những bằng chứng trên trời rơi xuống để loài mắt thiên hạ rằng Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc, dù cho lâu nay không một tổ chức nào trên thế giới công nhận điều này cả. Và khi không có được bằng chứng và tài liệu đáng tin cậy để chứng minh được chủ quyền lịch sử của mình trên Biển Đông, các học giả và quan chức Trung Quốc đã quay sang chơi trò ngụy tạo bằng chứng, cố gắng bằng mọi cách xác lập tính chính danh của họ cho những vùng biển và thực thể trên biển vốn chưa bao giờ thuộc về họ. Vậy những bằng chứng nào đã được chính quyền Bắc Kinh tung ra để tranh giành quyền sở hữu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và lãnh hải của Việt Nam? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Có thể nói xét về độ mưu mô xảo quyệt, Trung Quốc đứng thứ hai thì khó ai mà tìm ra người đứng thứ nhất. Hiện nay, trong khi cả thế giới đang phải tất bật với cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 thì đất nước được coi là khởi nguồn của đại dịch thế kỷ này lại muốn tạo ra một cuộc xung đột khác ở Biển Đông. Nước này muốn tìm mọi cách lấn chiếm rồi dần dần độc chiếm Biển Đông. Quan trọng không kém, Bắc Kinh muốn ép buộc thế giới phải tin rằng họ có đầy đủ tư cách can dự vào khu vực này bằng cách cố gắng ngụy tạo tính chính danh ở Biển Đông và các thực thể trên biển của họ, không hề có chút quyền sở hữu nào. Để thuyết phục người dân trong nước và thế giới tin mình, Trung Quốc đã ngụy tạo ra bằng chứng về việc tự vẽ lịch sử. Nhà báo kỳ cựu BBC Bill Hinton cho biết, trong cuốn sách Cạnh tranh ở Nam Hải, tác giả Samuel cho biết, một bằng chứng của chủ quyền Trung Quốc đối với quần đảo Trường Sa xuất xứ từ tận năm 1883. Tác giả này trích nguồn tham khảo duy nhất từ bài báo trong tạp chí Minh, xuất bản hồi tháng 5 năm 1974 viết rằng, triều đình nhà Thanh khi đó chính thức phản đối một chuyến đi thám hiểm của các chuyên gia Đức đến Trường Sa. Tuy nhiên, trên thực tế, đây hoàn toàn là thông tin giả mạo. Các tài liệu lịch sử của Đức cho biết, các nhà thám hiểm Đức vẽ bản đồ quần đảo Hoàng Sa chứ không phải Trường Sa. Từ năm 1881 đến năm 1883, họ hoàn thành chuyến thám hiểm và xuất bản bản đồ này, một ấn phẩm bằng tiếng Pháp được xuất bản năm 1885. Vì tác giả này tiếp tục lập luận rằng Công ước Pháp-Thanh năm 1887 do chính phủ Pháp đàm phán với Triều Thanh để phân chia đường biên giới Việt Nam với Trung Quốc là thỏa thuận quốc tế công nhận quyền kiểm soát các đảo trên Biển Đông cho Bắc Kinh. Quả thật điều 3 của Công ước Pháp-Thanh đúng là công nhận các đảo phía đông kinh tuyến Paris 105 độ 43 phút cho Trung Quốc. Thế nhưng vị tác giả này cũng như nhiều học giả không biết là vô tình hay cố ý lại không nhận ra rằng Công ước Pháp-Thanh được áp dụng đối với Bắc Kỳ. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lại ở phía nam Việt Nam và hoàn toàn không nằm trong phạm vi bao trùm của công ước này. Các học giả Trung Quốc và thân Trung Quốc còn khẳng định quan chức Triều Thanh chính thức công du đến quần đảo Hoàng Sa vào năm 1902 rồi trở lại vào năm 1908. Rồi thì nguồn tài liệu do một ủy ban ở tỉnh Quảng Đông xuất bản năm 1987 cho thấy vào hồi tháng 6 năm 1937, vị lãnh đạo khu hành chính số 9 của Trung Quốc là ông vua An Gia đã bí mật đi thuyền tới quần đảo Hoàng Sa, chở theo 30 tấm bia đá. Một số khắc năm 1902, một số là năm 1912 và số còn lại là năm 1921 tại đảo Bắc của Hoàng Sa, nơi Trung Quốc chôn 2 tấm bia đá khắc năm 1902 và 4 bia khắc năm 1912. Trên đảo Lincoln, họ chôn bộ bia khắc năm 1902, một bia khắc năm 1912 và một bia khắc năm 1921. Trên đảo Phú Lâm họ chôn hai bia khắc năm 1921 và trên đảo Đá họ chốt một bia khắc năm 1912. Các tấm bia này bị lãng quên cho đến năm 1974. Sau khi dùng vũ lực chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974, quân đội Trung Quốc phát hiện tấm bia này và báo chí nước này đồng loạt hò reo khẳng định chủ quyền của Trung Quốc với đảo Hoàng Sa. Và thế là chuyến công du chính thức năm 1902 tưởng tượng được đưa vào sử sách Trung Quốc như là chuyện có thật. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều tài liệu có thể chứng minh và phân định rõ ràng Hoàng Sa, Trường Sa là hai quần đảo máu thịt của Việt Nam. Thậm chí, chính các tư liệu thư tịch cổ của người Trung Quốc trước thế kỷ 20 về trước cũng đã thừa nhận điều này. Hoàng Sa và Trường Sa chưa từng được ghi nhận trong phương chí và bản đồ hành chính của Trung Quốc. Các bản đồ Trung Quốc có niên đại sớm nhất là từ năm 299 trước công nguyên cho đến đầu thế kỷ 20 đều thể hiện cực nam lãnh thổ Trung Quốc, chỉ đến đảo Hải Nam tiêu biểu như
Hoàng Chiêu Địa Dư Toàn Đồ năm 1728, Hoàng Triều Trực Tỉnh Địa Dư Toàn Đồ năm 1904, Đại Thanh Đế Quốc Toàn Đồ năm 1908, Trung Hoa Dân Quốc Phân Tỉnh Tân Đồ năm 1933, một lập luận với các học giả Trung Quốc hay sử dụng để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa là nước này phản đối việc Pháp với tư cách là nhà nước bảo hộ Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa tháng 7 năm 1933. Tuy nhiên, trên thực tế, Trung Quốc không hề đưa ra bất kỳ lời phản đối chính thức nào. Các học giả đã nghiên cứu và cho biết, theo ghi chép trong các tài liệu của Trung Quốc thì Hội đồng quân sự nước này đã họp vào tháng 9 năm 1933 và xác định quần đảo Trường Sa không thuộc chủ quyền của Trung Quốc nên không lên tiếng phản đối. Sau đó, đến năm 1946, chính quyền Trung Quốc ghi vào tài liệu nhà nước rằng năm 1933 có lên tiếng phản đối chính thức như thể chuyện đó đã từng xảy ra, nhưng sự thật là không hề có bất cứ lời phản đối nào của Bắc Kinh. Năm 2002, báo chí truyền thông Trung Quốc từng hùng hồn mô tả nước họ đã tổ chức 3 chuyến thăm dò quy mô lớn ở Trường Sa năm 1932, 1935, 1947. Nhưng các tài liệu lịch sử cho thấy, Trung Quốc chẳng hề tổ chức một cuộc thăm dò nào ở Trường Sa mà chỉ copy các tấm bản đồ quốc tế mà thôi. Nhưng rồi Trung Quốc vẫn cứ nhận vơ rằng Trường Sa là lãnh thổ cực nam của nước này mà thôi. Câu chuyện lịch sử mà Bắc Kinh dựng nên theo mô típ người Trung Quốc xác lập chủ quyền ở Biển Đông từ nhiều thế kỷ trước kèm theo bản đồ giả, đồ cổ giả, được cho là do nước này tự đổ xuống biển xong rồi lại vứt lên đã hoàn toàn không có tác dụng. Thậm chí trò tự vẽ lịch sử bằng ngụy tạo khảo cổ này đã bị vạch trần trước công luận quốc tế. Vậy nên chính quyền Bắc Kinh thay đổi mưu kế, chuyển qua chiến lược ngụy tạo tính chính xác của họ bằng những câu chuyện có vẻ gần gũi với đời sống xã hội hiện đại hơn. Đó là việc Trung Quốc tự tiện đặt tên chính thức cho các thực thể dưới đáy Biển Đông vốn không thuộc quyền sở hữu của họ. Cụ thể, vào tháng 4 năm ngoái, chính quyền Trung Quốc đã tự ý công bố cái gọi là danh xưng tiêu chuẩn của hàng chục đảo, bãi đá và thực thể địa lý trên Biển Đông. Các danh xưng tiêu chuẩn mà Bộ Dân Chính và Bộ Tài nguyên Trung Quốc tự tiện công bố ngày 19 tháng 4 năm 2020 theo tờ Hoàn Cầu Thời báo được áp dụng cho 25 đảo, rạn san hô và 55 thực thể địa lý dưới biển ở Biển Đông. Ngoài việc ngang nhiên đặt tên cho các thực thể này, phía Trung Quốc còn công bố thêm kinh độ, vĩ độ của chúng. Đáng chú ý, trong những thực thể này và những bãi cạn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, có điểm chỉ cách bờ biển Việt Nam chưa đầy 60 hải lý, hoặc đối cơ sở Việt Nam khoảng 50 hải lý. Động thái ngang ngược này của Trung Quốc chỉ một ngày sau khi chính phủ nước này tuyên bố thành lập cái gọi là quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa để quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Cũng vào hồi tháng 4 năm ngoái, trong một tài liệu đệ trình lên Liên Hợp Quốc, Trung Quốc đã ngang ngược cáo buộc Việt Nam đưa quân xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp các đảo đá thuộc quần đảo Nam Sa của Trung Quốc hòng tạo ra tranh chấp. Văn bản do phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đệ trình còn nhấn mạnh Bắc Kinh đã liên tục phản đối xâm lược và chiếm đóng trái phép của Việt Nam trước khi lớn tiếng yêu cầu Việt Nam rút tất cả người và phương tiện, thiết bị ra khỏi các đảo đá đã xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính quyền Bắc Kinh đã bước vào một giai đoạn thể chế hóa những hành vi phi pháp của mình tại Biển Đông. Dù đó là một thể chế ngụy tạo nhằm tìm kiếm sự chính đáng không được chấp nhận và để bảo vệ sự đúng sai ngụy tạo ở Biển Đông, Trung Quốc còn tiến hành cả cuộc chiến tâm lý. Họ tăng cường đe dọa bắt nạt tàu thuyền máy bay dân sự quân sự của các nước trong và ngoài Biển Đông, khiến các nước trong khu vực đều phải sợ chúng, còn các nước bên ngoài khu vực thì phải rời đi. Chúng còn huy động tàu hải cảnh đâm chìm tàu cá Việt Nam, đưa nhóm tàu đầy tranh cãi địa chất thải Dương Táng vào Biển Đông. Cùng việc bày binh bố trận dân quân biển thời gian vừa qua là những minh chứng rõ ràng nhất. Tuy nhiên, như đã nhiều lần khẳng định, có một sự thật không chỉ riêng chính quyền Bắc Kinh mà bất kể thế lực nào cũng cần phải nắm được. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của nước ngoài liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà không được phép của Việt Nam đều là vi phạm chủ quyền Việt Nam và không có giá trị pháp lý. Bằng chứng lịch sử pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này đã và đang được nhiều quốc gia, cộng đồng quốc tế và nhiều nhà khoa học khẳng định. Nhà nước Việt Nam là nhà nước đầu tiên trong lịch sử đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền của mình đối với hai quần đảo này kể từ khi chúng còn là đất vô chủ, chỉ ít là từ thế kỷ 17. Việc chiếm hữu và thực thi chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo này là rõ ràng, liên tục, hòa bình, phù hợp với nguyên tắc thụ đắc lãnh thổ hiện hành, nguyên tắc chiếm hữu thực sự của công pháp quốc tế.
Các bạn thân mến, là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, Hoàng Sa Trường Sa được chứng kiến và ghi dấu sự hy sinh anh dũng của rất nhiều thế hệ cha ông đã có được non sông đất nước ngày hôm nay. Do đó, mỗi chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ tương lai của đất nước, phải luôn nắm chắc các kiến thức và ý thức về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, nhất là kiến thức về mặt pháp lý. Đó chính là hành trang vững vàng nhất để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước trước mọi nanh vuốt, tâm cơ sở an nguy của kẻ thù xâm lược. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Tin Mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến với mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Tin Mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!